Rồi, hello, xin chào cả nhà. Thì clip ngày hôm nay thì mình giao lưu với anh em một cái cây mai bonsai dạo ring đọt đỏ nha anh em. Đây, trước mắt các bạn là một cái cây mai mini lùng lực. Quay dòng cho anh em xem ha. Anh em xem thông thường coi. Rất là bự nha anh em, rất già, rất bự, rất đẹp. Tí nữa mình sẽ quay camera xem cho anh em xem. Có khoảng tháng bi thì là sẽ bè lại cái dạng. Cận cho anh em xem này. Để mình đo thông số nha các bạn. Chiều cao cây mình đo từ gốc lên đến ngọn là 36. Cao cây gốc lên ngọn 36 nha anh em. Cái ngang của nó là 40-45. Cao 36 tàn ngang 45 nha anh em. Quanh đế là mình đo được là 50 nha anh em. Đế 50 này mình chưa đo hết anh em. Còn cái cũ này là 33. Cũ 33 nha anh em. Rồi, mình sẽ chuyển qua camera show để mình quay cho anh em xem ha. Đây nha các bạn, mình quay camera show nó rõ hơn. Đó, mình báo là chiều cao là 35 nha anh em, tàn ngang thì 45. Lộc non đang ra nè. Cây này rất già. Hình như là không còn thèo thiết gì nữa, nói chung là nó có những cái đoạn rất đẹp. Cái đường chạy của thân này anh em, già đanh luôn, già đen luôn anh em, rất là già coi, lão, cái xù này anh em, như cái đầu rồng này anh em thấy không, chập tay, cây lâu năm nó mới có bộ đế như thế này. Cái đế này thì mình mới tháo bia anh em, mùa này mùa mưa rồi mình xé bia ra. Mình tu lại một lớp sơ dừa dưỡng ấm cây. Cái chậu này thì chậu lọt lòng 20-22. Anh em về sinh ra nha. Cái chậu đóng rong thôi. Đóng rong ở trong cái hạt tứ hàng ngày đóng rong. Cái rất già, rất là chắc nha nè. Chất lượng như đầu con rồng cuồng xưa này anh em. Thầy cành này, thầy cành dâm đẹp. Đó, cái chi tiết đó anh em tham khảo. Nó xù từ dưới bụng này anh em, như một cái dáng thú. Cây rất lớn, quan trọng là độ già nha anh em. Nhiều cây nó lớn hoành hơn nhưng mà nó không có già bằng cái đó đâu. Cái này già đanh luôn mà lên trên này nó không có thẹo nè, nó cù cây lắm. Lên này nó không có, đặc biệt là nó không có cái thẹo nữa, lên nhánh nhỏ nó đi lên ngọn này anh em.
anh em giao lưu những cái này thì hàng giá trị tương lai, tương lai lên lên tiền rất là ok nha anh em. Đấy, chỗ này cũng đâu quá thiểu đâu. Cái dao ring nha anh em về thích thì đỡ ring chơi, không thích thì đổi giống, tùy tùy cách chơi của anh em ha. Chú cái bên ngoài nhìn rất là lớn ha, quá bự luôn. Cây đặc biệt rất là già, không có thiểu. Tác phẩm rất là đẹp, mình giao lưu giá nó cũng hợp lý nha anh em, không có mắc. Giá vườn, cây mình làm ra thì mình bán rẻ thôi. Đó. Những cái loại như thế này thì anh em báo bạn chơi rất là ok nè. Một người bưng được nha anh em. Một người bưng cũng rất là khéo á. Không có nặng gì đâu. Cô chú bác lớn tuổi bưng vẫn được nha anh em. Ưu điểm của cây này là cây rất già, gốc rất là quái như cái đầu con rồng, không có thẹo, gốc bồ ngọn chi, dâm tây nục nạc. Anh em vừa bỏ ánh bàn trà, ngắm trà, uống trà, thưởng thức trà, cà phê, ngắm cây, nghe nhạc rất là đẹp, rất là hay nha anh em. Đấy, cây mình thành phẩm rồi mình tháo ra, tháo dây, tháo kẽm rồi ra hết rồi, anh em cứ bưng về chơi thôi. Rồi anh em nào hợp nhận cái cây mai dao rin này thì liên hệ mình qua số điện thoại là 0987 096 755. Số đó mình cái Zalo nha anh em. Nhanh tay sở hữu cho mất cái cây này là rất là uống nha anh em. Rồi xin chào tất cả các bạn.